Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Ukraine bất ngờ nhận tin vui từ Mỹ và đồng minh NATO. Ả Rập Xê Út dọa giáng đòn mạnh vào EU. Tổng thống Mỹ Biden được chú ý đặc biệt tại thượng đỉnh NATO. Tin vui của Pháp dành cho Nga về NATO. Hungary tiết lộ sắc về xung đột Ukraine trong 3 tháng tới. Tổng thống Putin lái xe điện chở Thủ tướng Modi dạo quanh dinh thự. Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo, các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ cung cấp cho Ukraine 5 hệ thống phòng không chiến lược mới để chống lại quân đội Nga. Theo báo Guardian, ông Biden đưa ra cam kết về viện trợ vũ khí cho Ukraine hôm 9 tháng 7 khi các nhà lãnh đạo NATO bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh ở Washington, Mỹ. Động thái diễn ra một ngày sau khi Bệnh viện Nhi ở Kiev bị tên lửa rơi trúng, khiến cho hàng chục người thương vong. Nhà lãnh đạo Nhà Trắng lưu ý, Kiev sẽ nhận thêm hàng trăm tên lửa đánh chặn trong năm tới nhằm giúp bảo vệ các thành phố cũng như binh lính Ukraine ở tiền tuyến. Trước đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã thông báo sẽ giúp tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine vào thời điểm quốc gia này đang bị các lực lượng Moscow oanh tạc dữ dội. Ở một chiều hướng khác, hãng thông tấn Bloomberg đưa tin, nhóm G7 có thể đã từ bỏ kế hoạch của Mỹ về việc thâu tóm tài sản đang bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga vì mối đe dọa ngầm từ Ả Rập Xê Út. Mỹ và Anh cũng đã thúc đẩy việc tịch thu hoàn toàn 280 tỷ đô la Mỹ từ các quỹ chính phủ của Nga mà phương Tây đã phong tỏa vào năm 2022 vì cuộc xung đột ở Ukraine. EU, nơi nắm giữ phần lớn tài sản này, không muốn thấy đồng euro gặp nguy hiểm trước phản ứng dữ dội có thể xảy ra. Bloomberg đã trích dẫn các nguồn thông tin theo ngày 9 tháng 7 rằng Ả Rập Xê Út đã ngấm ngầm ám chỉ họ có thể bán một số khoản nợ của EU nếu G7 xúc tiến kế hoạch tịch thu tài sản đóng băng của Nga. Hai nguồn tin nói rằng Riyadh đã đề cập cụ thể đến khoản nợ kho bạc của Pháp. Điều này có thể đã ảnh hưởng đến việc G7 ngừng thu giữ các tài khoản bị đóng băng của Nga và chuyển số tiền lãi tạo ra từ chúng thành các tài khoản vay cho Kiev. Tuy nhiên, khi được yêu cầu về bình luận thông tin trên, Bộ Tài chính Ả Rập Xê Út đã phủ nhận đã đưa ra lời đe dọa như vậy. Một quan chức Ả Rập Xê Út nhận định, Riyadh có thể đơn giản chỉ là cho G7 thấy các hậu quả đến từ kế hoạch của họ. Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh và cũng để bàn phương án hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine và chuẩn bị đối phó với khả năng ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, không ai đoán trước được hội nghị diễn ra tại Washington, Mỹ trong tuần này lại biến thành bài kiểm tra công khai đối với sức khỏe và sự minh mẫn của Tổng thống Joe Biden và thời điểm nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Mỹ của ông đang gặp nhiều sức ép. Vị Tổng thống cao tuổi hơn cả NATO sẽ phải thể hiện sức khỏe và sự minh mẫn trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 7. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông nhầm lẫn sẽ càng khiến Đảng Dân Chủ Mỹ khó xử và tác động tiêu cực đến nỗ lực quyết liệt của ông nhằm gạt bỏ những lời kêu gọi dừng tái tranh cử. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Biden chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi về sức khỏe, hồ sơ y tế và liệu ông có giấu thông tin về bệnh của mình hay không. Đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ theo dõi sát sao cuộc họp báo khi nhiều thành viên đòi Tổng thống Biden phải làm nhiều hơn nữa để chứng minh ông có thể làm thêm một nhiệm kỳ Tổng thống nữa. Sáng 8 tháng 7, Thượng nghị sĩ Patty Murray cảnh báo, chúng ta cần một ứng viên nhiều năng lượng và mạnh mẽ hơn trên đường chạy đua để ông ấy có thể thuyết phục các cử tri rằng ông ấy có thể làm tốt công việc của người đứng đầu nước Mỹ. Vào thời điểm quan trọng như thế này, Tổng thống Biden nên cân nhắc cách tốt nhất để giữ gìn di sản quý giá của mình và bảo vệ nó cho tương lai, bà Murray nói. Ông Biden cũng sẽ được theo dõi ở nhiều quốc gia khác. Sức khỏe và tuổi tác không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông, mà là cả phương Tây nói chung, khi ông đang được coi là người cuối cùng có thể ngăn ông Trump trở lại Nhà Trắng. Mới đây, tướng Pháp Dominique de Lavat, một chuyên gia trong lĩnh vực đối ngoại và quốc phòng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, NATO chắc chắn sẽ phải đối mặt với những khó khăn kinh tế trong thời gian tới. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả năng lực quân sự cũng như sự gắn kết của các thành viên. Nhưng chính sách bài Nga của khối sẽ không thay đổi, mặc dù áp lực chắc chắn sẽ giảm đi phần nào.
hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 7, có 3 chủ đề lớn trong chương trình nghị sự, gồm tăng cường vai trò của khối trong việc điều phối và tài trợ, viện trợ quân sự cho Kiev, tăng cường phòng thủ tập thể và răn đe để chống lại Nga, cũng như mở rộng quan hệ đối tác với các nước châu Á trong bối cảnh đối đầu ngày càng tăng giữa phương Tây và Nga. Cuộc họp này sẽ là cuộc họp cuối cùng của Tổng thư ký hiện tại của Liên minh là Jens Stoltenberg. Vào ngày 1 tháng 10, ông cũng sẽ được thay thế bởi cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, người đã được đại diện thường trực của các nước NATO chấp thuận tại cuộc họp tại trụ sở chính ở Brussels. Vị tướng nói, tin tốt là Mỹ và EU sẽ sớm bước vào thời kỳ khó khăn lớn về kinh tế. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả khả năng và sự gắn kết của NATO. Đồng thời, theo ông, ban lãnh đạo liên minh dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thư ký Mark Rutte sẽ vẫn diều hâu và bài Nga, nhưng khả năng hành động sẽ bị hạn chế. Chuyên gia này cho biết, ông Mark Rutte sẽ không có phương tiện để hành động và việc tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa các thành viên NATO sẽ trở nên khó khăn hơn đối với ông ấy. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, tình hình 2 hoặc 3 tháng tới ở tiền tuyến Ukraine trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ tàn khốc hơn nhiều so với trước đây. Nhà lãnh đạo Hungary đã đưa ra dự đoán này sau một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Alex Springer vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 7 sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga-Ukraine. Mức độ xung đột, số người thiệt mạng và thương vong sẽ tàn khốc hơn so với 7 tháng qua, mặc dù giai đoạn trước cũng đã rất tàn khốc. Ông Orbán đã đề cập đến khối lượng vũ khí trên chiến trường, việc quân đội Nga liên tục tiến lên trên tiền tuyến và cam kết chung của cả hai bên. Nhà lãnh đạo Hungary nói, vì vậy những gì sắp xảy ra còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà chúng ta đã nghĩ đến hiện nay. Theo bài đăng X vào thứ Hai, nhà lãnh đạo Hungary đang ở Trung Quốc trong một khuôn khổ sứ mệnh hòa bình sau khi có một chuyến thăm đột xuất tới Ukraine và Nga vào tuần trước. Trong cuộc phỏng vấn riêng, ông Orbán cho biết, mục đích các cuộc gặp của ông đối với nhà lãnh đạo thế giới là để tạo ra lệnh ngừng bắn có thời hạn nhằm đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình hướng tới chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Để đạt được điều đó, ông Orbán cho biết, ông đang cố gắng thay đổi cái mà ông mô tả là chính sách xung đột của Mỹ và châu Âu để các nhà lãnh đạo trên thế giới có thể cùng hướng tới một chính sách hòa bình. Ông Orbán nói rằng, nếu Trung Quốc, Mỹ và châu Âu muốn có hòa bình, thì người Ukraine và người Nga sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp để chấm dứt giao tranh, cách cứu mạng người, cách đàm phán và tìm ra giải pháp lâu dài. Nhà lãnh đạo Hungary cũng nhấn mạnh thêm rằng, động lực của tôi là nếu chúng ta muốn làm điều gì đó và thay đổi từ chính sách xung đột sang chính sách hòa bình, thì bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện điều đó. Ông Orbán cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cả hai người mà ông nói chuyện đều có tầm nhìn rõ ràng về các quốc gia của họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến. Nhưng viễn cảnh đánh bại Nga trên chiến trường của Ukraine ngay bây giờ là điều hoàn toàn không thể tính toán được, ông nhấn mạnh. Chuyến thăm của ông Orbán tới Moscow vào tuần trước đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các nhà lãnh đạo EU và châu Âu khác, những người cho rằng nhà lãnh đạo Hungary không có thẩm quyền để thực hiện các sứ mệnh thay mặt cho EU. Tối qua ngày 8 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp thân mật tại dinh thự của Tổng thống Putin ở Novo Ogarevo, gần Moscow của Nga. Tổng thống Nga Putin chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ Modi vừa tái đắc cử và gọi đây là kết quả công việc của ông trong nhiều năm. Tổng thống Putin nói thêm rằng Thủ tướng Modi đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ cho người dân Ấn Độ và ông Modi là người biết cách mang lại kết quả vì lợi ích của người dân Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Modi cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho biết rằng đây là lần đầu tiên trong vòng 65 năm qua ở Ấn Độ, chính phủ được bầu kỷ nhiệm thứ 3 liên tiếp. Nhân dân Ấn Độ đã trao cho ông cơ hội được phục vụ Tổ quốc. Vì vậy, trong nhiệm kỳ thứ 3, ông sẽ làm việc nhiều gấp 3 lần. Tổng thống Putin và Thủ tướng Ấn Độ cũng đã bàn thảo về những chủ đề được thảo luận tại cuộc hội đàm chính thức vào hôm 9 tháng 7. Theo đó, cuộc hội đàm sẽ đánh giá toàn bộ mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu mà hai bên cùng quan tâm. Cả hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về mối quan hệ song phương, tập trung vào các chủ đề hợp tác quốc phòng, đầu tư, giáo dục và văn hóa, cũng như giải quyết các vấn đề về thanh toán do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Thủ tướng Modi đến Moscow vào ngày 8 tháng 7, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga trong 2 ngày, ngày 8 và ngày 9 tháng 7. Viết trên mạng xã hội, Thủ tướng Ấn Độ Modi bày tỏ tin tưởng rằng cuộc hội đàm của ông với Tổng thống Nga Putin vào ngày 9 tháng 7 sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Ấn Độ và Nga. Quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và ưu tiên giữa Ấn Độ và Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể trong 10 năm qua, bao gồm các lĩnh vực năng lượng, an ninh, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.
Ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Modi sẽ gặp cộng đồng người Ấn Độ tại Nga, đặt vòng hoa tại các khu vực ngọn lửa vĩnh cửu, tưởng niệm những chiến sĩ vô danh và tham quan gian hàng Rosatom tại một triển lãm ở Moscow. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!